Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Trân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai vàng ha quý vị. Đế cũng đẹp không ha, quá xa đế ha. Chào Trân. Dạ chào chú Tuấn, chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Nay con có về một số lô mai phôi dạo lá gai bông từ 62 cánh giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của con là 0337469959, cũng là số Zalo của con. Nay con bán lô là 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 đồng giá 500.000 nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ con. Hình thức của con là bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, đồng giá nha quý vị, 500.000, dạ, lô nào cũng vậy. Chiều cao là 70. Rồi, lô số 1. Giao quanh là 14. Rồi, em bên đây. Giao quanh là 11. Rồi, xây luôn. Lô số 1 con Zalo giá 500.000. Đợi xíu nha, vô đến cái quý vị. Rồi, xuống cây. Giờ các bạn quay xe qua kia một xíu, đang có chỗ ngồi rồi nè Trân. Dạ. Xe bằng quay qua đây một xíu nè. Đang có chỗ ngồi. Rồi, lô số 2. Chiều cao là 30. Hoành là 13. Dạ, cái này là hoành là 14. Rồi, cặp này xe ha. 500.000 luôn. 500.000, hai cây mà bao sống bao ship. Rồi, xuống cây. Số 3. Vô mặt số 3. Đồng giá nhưng quý vị lô nào cũng 500 hết nha. Chiều cao là 55. Rồi. Hoành là 11. Hoành là 12 luôn nha cô chú. Rồi, xe luôn. Để luôn. Lô nào cũng 500 hết này, lô số 3 nha. Rồi, xuống cây. Con vô lô mã số 4. Rồi, số 4. Chiều cao là 47. Hoành là 14. Rồi. Hoành là 12. Rồi, xe luôn. Rồi, đế luôn. Rồi, vô luôn như đem. Dạ, 500.000 luôn nha cô chú anh chị, mã số 4. Rồi, 500. Xuống cây. Nãy mình vừa cũng quên ha, đồng giá lô nào cũng 500. Dạ, cái lô mã số 5. Chiều rồi. Cao 50. Đồng giá 500 nhưng quý vị lô nào cũng vậy nha. Hoành là 12. Tại vì mình cũng quen rồi, quay xong phải hỏi giá. Hoành là 14 luôn. Rồi, xe. Rồi, lô số 5. 500.000 rồi, luôn. Xuống cây. Tiếp tục lô số 6 luôn. Lô số 6 chiều cao là 60. Rồi, hoành luôn. Hoành là 11. Rồi, xây. Hoành là 14 nha cô chú anh chị. Rồi, lô số 6. Đồng giá nha quý vị, lô nào cũng 500 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Lô số 7. Số 7. Chiều cao là 70. Rồi. Hoành là 14. Hai này dáng giống nhau ha. Hoành là 11 luôn. Rồi, xe luôn. Vô đế luôn. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Lô số 7 ha. Đặng cặp ha. Rồi, xuống cây. Lô số 8 luôn. Số 8. Chiều cao là 60. Rồi. Hoành là 11 có hơn. Em đây chắc không có 13. Dạ, hoành 14. 14 luôn. Có tay cành luôn ha. Chi cành đều luôn. Rồi, để ở dưới nè, cũng xè luôn ha. Này số 8 ha em. Dạ, số 8 500.000 luôn. Số 8 rồi, xuống cây. Lô nào cũng đồng giá 500. Lô số 9 3 cây nha cô chú anh chị. Rồi, lô số 9 3 cây. Dạ, cao là 50. Càng gì sao càng nâng cấp số cây lên nha quý vị. Cây nhỏ nhất là hoành 10 nha cô chú anh rồi. Chị. Rồi. Đoan cây lớn nhất cây nhỏ nhất đi ha. Dạ, hoành là 12. Rồi, xuất đế nghe ha. Cũng 500.000 luôn nha cô chú anh chị. 500.000, 3 cây, bao sống mà bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 10 luôn cô chú anh chị ơi. Số 10, cao luôn. Chiều cao là 55. Hoành nhỏ là 9. Rồi, hoành lớn. Hoành lớn là 12. Rồi, xây luôn. Để luôn quý vị. Để đẹp không đây ha. Này lô số 10 ha. Lô nào cũng 500. Rồi, xuống cây. Rồi, lô tiếp theo. Lô mã số 11 luôn cô chú 11 chị. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 50. 50. Ba em này dáng giống ha. Quanh là 10, là nhỏ. Em nhỏ 10.
Em lớn nhất. Em lớn là 14 có hơn. 14 hơn đó quý vị. Dán vậy đó ha, dán giống nhau ha. Rồi đế nè. Đẹp đẹp luôn ha. 500 luôn ha. Dạ. Rồi, xuống cây lô 11 nha quý vị. Rồi, tiếp tục lô 12. Lô 12 luôn cô chú anh chị. 12 cũng 3 cây luôn. Chiều cao là 62. Rồi. Hoành em nhỏ. Trời. Dạ hoành là 10. Rồi, em lớn. Em lớn là 12. Rồi, xoay xoay luôn. 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Để em cái nha quý vị. Cô chú anh chị có còn số lượng là bên em có hết luôn, em để giá sỉ luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mua càng nhiều thì giá càng thấp luôn. Rồi, xuống cây. Lô 13 luôn ạ. À. Rồi, lô 13. Chiều cao là 62. Rồi, em hoành em nhỏ nhất. Em nhỏ là 10. Rồi, em lớn. Em lớn là 13. 13. 500 ngàn cho mã số 13 luôn cô chú anh chị. À, 500 3 cây, bao sống bao ship. Rồi, xuống cây. Số rồi, 14 số luôn ạ. 14. Chiều cao. Cao là 68. Rồi, hoành em nhỏ. Hoành nhỏ là 11. Rồi, em lớn luôn. Lớn là 13 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xây xây luôn. Em này như cái bị vừa lũa cái lưng ha. Dạ, nó bị lũa. Lần miếng. Em có xử lý keo hết rồi nha. Bên đây thì hơn miếng nữa. Rồi, để luôn. Mã số 14 nha quý vị. 500 nghìn cho mã số 14 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Mã số 15. 15. Chiều cao luôn. Cao là 55. Rồi, hoành em nhỏ. Hoành là 11. Em lớn. Hoành là 13 có hơn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xây xây luôn. Đó, tay cành cũng khá quá nè ha. Để đây quý vị. Đó, đây cũng đẹp mắt nè ha. Rồi mã 15 500. Rồi xuống cây. Cái mã số 16. Mã số nào cũng 500 hết nha quý vị. Đồng giá ha. Mã số 16 cao luôn. Chiều cao là 60. Rồi. Hoành em nhỏ. Hoành là 10. Rồi em lớn. Hoành là 12 luôn cô chú chị ơi. Rồi để luôn quý vị. Để đều bốn mặt luôn nha cô chú. Cũng duyên quá nè ha. Mã số 16. Rồi, xuống cây. Lên mã số 17 luôn cô chú chị ơi. Lên luôn. Rồi, chiều cao. Rồi. Hoành em nhỏ. Nhỏ là 9 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành em lớn. Lớn là 13. 13. Rồi. Nhỏ mà cũng có sù hết rồi nha cô chú anh chị, sù nách quá trời luôn. Nhỏ mà có vỏ hả? Rồi, mã số 17. Rồi, xuống cây. Em lên đồng mã số 18. Lô 2 cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 18, 2 cây. Cao là 60. Rồi, cao 60. Hoành. Hoành là 14. Em bên kia. Hoành là 14 luôn cô chú rồi, chị ơi. Em này tay cành đẹp ha. Cành đều hết trơn nè. 500 nghìn cho mã số 18 luôn cô rồi, chú anh chị. Rồi, để luôn. Đó, bình quân. Cây có 250 thôi. Rồi, xuống cây. Mã số 19, 3 cây luôn cô chú anh chị. Rồi, mã số 19 mình quay trở lại 3 cây. Chiều cao là 75. Rồi, hoành em nhỏ. Hoành là nhỏ là 9. Em lớn kế bên. Là 11 nha cô chú anh chị. Rồi, xây xây luôn em, tay cành cũng khá nè ha. Rồi, đế cũng khá luôn nè. À, 19 em giao luôn giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi, 500 ngàn luôn. Rồi, xuống cây, lô nào cũng 500 hết nha quý vị, đồng giá ha. Quý vị thích lô nào thì cứ mạnh dạn alo em Trân ha. 50, chiều cao là 53. Hoành là 9. Rồi. Hoành là 11 nha cô chú anh chị. Rồi, 9 đến 11 ha. Tại cành cũng khá nè. 500 nghìn cho mã 20 luôn cô chú anh chị ơi. Đế cũng đẹp không nè. À, rồi, xuống cây. Lên mã số 21 ạ. 21, lên luôn. 3 cây luôn cô chú anh chị. Rồi, 31, 21. Chiều cao là 48. Rồi, hoành em nhỏ. Nhỏ là 9 có hơn nha. Rồi, em lớn bên đây. Lớn là 14 ạ. Rồi, em lớn cái bị lũa trên hình xíu dạ, trên em ha. Em bị xử lý keo rồi nha cô chú anh chị. Rồi, để luôn. Rồi, 500. Mã số 21 xuống cây. Số 22 lên luôn. 3 cây luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Chiều cao là 59. Hoành nhỏ là 10. Rồi, hoành lớn bên đây. Lớn là 13 nha cô chú anh chị. Rồi. Đế quá đế luôn cô chú anh chị ơi. Đế đây.
Mã số 22, 500 luôn. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 23 luôn cô chú anh chị. 23, lên luôn. Rồi, chiều cao. Chiều cao 50. Rồi, hoành luôn. Hoành là 10. Em lớn như đây. Lớn là 12 nha cô chú anh chị. Rồi, cc luôn. 500 nghìn cho mã số 23 luôn cô chú anh chị. Rồi, 500 ngàn. Ba cây đế cũng khá quá là ha. Rồi, xuống cây. Lên mã số 24 ạ. 24, 3 cây luôn. Chiều ngang là 60. Rồi. Hoành nhỏ là 11. Rồi, hoành lớn 12 nha cô chú anh chị. Rồi, 11 đến 12 ha. Ba này nói chung là cũng ngang với nhau thôi. 500 ngàn cho mã số 24 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 500 ngàn 3 cây luôn. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 25 luôn ạ. 25 lên luôn. Cao là 63. Rồi. Hoành nhỏ là 12. Mấy em này thấy ba em này trông cỡ cỡ. Dạ, hoành là 12 luôn. Ba em này chắc 12 hết á. 500 ngàn cho mã số 25 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, để quý vị nghe kỹ nha. Rồi, xuống cây. Mã số 25. Rồi, mã số, mã tiếp số theo. 26 luôn cô chú anh chị. 26. Lùng lực luôn cô chú anh chị. 3 cây lùng lực bonsai lên. Chiều cao 40. Đi tới bàn luôn. Hoành là 11. Rồi. Lớn là 11 nha cô chú anh chị. Nhỏ là 9 luôn cô chú anh chị ơi. 500 ngàn cho mã số 26 luôn cô chú anh chị. 500 ngàn 3 cây. Rồi, xuống cây. Mã 27 2 cây luôn cô chú anh chị. Rồi, 2 cây. Chiều cao 53. Hoành là 12. Rồi, em bên kia. Hoành là 14 nha cô chú anh chị. Rồi, xoay xoay luôn. 500 ngàn cho mã số 27 luôn cô chú anh chị. Để luôn quý vị. Hai này để em khá rồi nè ha. Rồi, xuống cây. Lên mã số 28 luôn ạ. 28 lên luôn. 3 cây nha cô chú anh chị. Rồi, 3 cây luôn. 2 cây rồi lại 3 cây. Cao là 43. Rồi. Hoành là 11. Em bên kia nhiều. 12 nha cô chú anh chị. Rồi, mấy em này từ 11 đến 12. 28 500 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, để luôn. Đó, để cũng khá khá đẹp đây ha. Rồi, xuống cây. Em lên số mã 29 luôn ạ. 29 lên luôn. Có 3 cây luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Chiều cao là 50. Rồi, em bé tí teo bên kia nhiêu? Là 7 nha cô chú anh chị. 7, em bự bên đây bù lại. Nhiêu? Dạ, hoành là 15. 15. 500 ngàn cho mã số 29 luôn cô chú anh chị. Rồi, quý vị nghĩ đế nha. Em bé tí teo vậy chứ đế cũng nhìn đẹp đẹp nè. Đó, 500 ngàn ha. Dạ. Rồi, xuống cây. 500 ngàn 3 cây quý vị. Lên số mã 30 luôn cô chú anh chị. Rồi, mã số 30, chiều cao. Cao 31. 31, hoành em nhỏ. Nhỏ là 8 cô chú anh chị ơi. Rồi, em bự. Hoành là 15 nha cô chú anh chị. Rồi, 15 luôn. 500 ngàn cho mã số 31 luôn cô chú anh chị. 30 luôn 30, cô chú anh 30. Chị. Mã số 30 nha quý vị. Dạ. Rồi, xuống cây. Lên số 31. 31, lên luôn. Cao là 63. Rồi. Hoành em nhỏ. Hoành nhỏ là 12 nha cô chú anh chị. Hoành em lớn. 13 cô chú anh chị ơi. Rồi. Cái cành khá ha. 500 ngàn cho mã số 31 luôn cô chú anh chị. Vậy nhé bù đế ha, ba em này ha. Nở cũ rồi nè ha. Rồi, xuống cây. Lên mã số 32, có 2 cây luôn cô chú anh chị. Rồi, 3 rồi lại 2, 2 rồi lại 3 ha. Chiều cao là 60. Rồi. Hoành là 14. Hoành là 13 luôn cô chú anh chị. Rồi, 13, 14 ha. 500 ngàn cho mã số 32 luôn ạ. 32, đế luôn. À, để em trực điện giữ ha, xẻ bít bầu cho nè ha. Rồi, xuống cây. Mã số 33 có 4 cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi, nâng cấp lên số 4 rồi. Cấp độ 4 rồi đó quý vị. 4 cây em dán lông luôn. Đó, 4 cây dán lắc lắc luôn. Cao là 50. Rồi. Em nhỏ trước đi. Nhỏ là 10 nha cô chú anh chị. Bự. 10 luôn cô chú anh chị ơi, dạ số là 10. Bự nhỏ gì cũng bằng nhau. 500 ngàn cho mã số 33 luôn cô chú anh chị. Cận cảnh xíu nè, tại chậm chậm xíu nha. Tại nó hơi bị nhỏ, chậm chậm xíu như vậy, nghĩ cho kỹ.
4 cây 500. Rồi xuống cây. Mã số 34. Rồi lên luôn. 4 cây luôn. Dán trực luôn. Cao là 55. Rồi. Hoành là 9 nha cô chú anh chị. Em nhỏ 9. Em bên đây mới bự nè. 11. Đó, em góc đó đó. Ừ. Đó, như em. 11 luôn cô chú anh chị. 11 luôn hả? Rồi 9 tính 11 ha. 500 nghìn cho mã 34 luôn cô chú anh chị ơi. Xuống đế cái. Đế chậm chậm như vậy xem ha. Rồi xuống cây 34. 4 cây 500 luôn. 35. 35 cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi 4 cây luôn. Đế này cũng quá xá đẹp nè. Chiều cao 37. Đây cây nhỏ nhất là 9 nha cô chú anh chị. Lớn nhất là 12. Đó. 500 nghìn cho mã số 35 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, lô này ưu tiên cho quý vị coi tới hết clip ha. Đẹp nhất nè. 4 cây đẹp có 500 thôi. Rồi, cuối clip có giờ là muốn nói với quý vị không em? Cuối clip em chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ em. Cô chú anh chị mua hết clip thì em để giá mềm luôn nha cô chú anh chị. Em chào cô chú anh chị ạ, mong cô chú xem hết clip và ủng hộ em ạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.